Vì sao để hoàn thành những mục tiêu mà bản thân day dứt mãi chưa làm được từ năm ngoái tới năm nay lại khó vậy nhỉ? Mục tiêu của bạn có thể là có làn da đẹp, có mái tóc dài chắc khỏe, giảm được 5 cân, có chiếc bụng thon gọn hay là có một mindset hoàn toàn mạnh khỏe để có thể sống đúng với chính mình. Nếu những điều này quan trọng với bạn, thì thay vì nói khi nào có đủ động lực mình sẽ làm, chúng ta hãy bắt đầu bằng những thói quen nhỏ hàng ngày để rồi một lúc bất kỳ chúng ta nhìn lại, ta sẽ thấy được một sự thay đổi đáng kể. Chúng mình có thể không xinh đẹp xuất chúng nhất, nhưng chúng ta phải hiểu được giá trị của bản thân, có kế hoạch sống mạnh khỏe từ trong ra ngoài, từ việc chăm sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc sức khỏe. Video này mình sẽ chia sẻ các bước mình làm để lấy lại sắc vóc sau một tuần ốm triền miên, và mình thực sự là đã bỏ bê ngoại hình rất là nhiều. Sau hơn một tuần ốm thì mình cũng đã đỡ hơn rồi mọi người. Breakfast in bed. Ở trong cái mặt này, cái môi thâm. Nó chỉ là một lát cắt trong khuôn khổ lộ trình mình làm hàng ngày để giữ cơ thể luôn mạnh khỏe và có vẻ đẹp như thế này. Mình sẽ chia ra làm nhiều phần để mọi người tiện theo dõi và sẽ có nhiều tips chia sẻ khác nhau. Hãy nhấn theo dõi và bật thông báo để không bỏ lỡ video mới của mình nhé. Mình khẳng định một điều là để có được như ngày hôm nay, mình đã đi từ sử dụng và thử rất nhiều sản phẩm mỹ phẩm để rồi đi một vòng trái đất quay lại. Mình nhận thấy đó là sử dụng càng ít càng tốt. Tất cả các routine cho bản thân mình đều nằm ở mức tối giản, phù hợp với túi tiền của phần đông các bạn. Lời khuyên ở đây, vì mình có em gái và bản thân mình đã trải qua những chuyện như vậy, đó là đừng quá lo lắng, căng thẳng, stress khi có những yếu tố mà bản thân không muốn xuất hiện trên cơ thể, cho dù đó là mụn, làn da có trở nên sần sùi, tóc tai bết vì lý do nào đó, tóc rụng nhiều sau sinh hay là vì bất kỳ lý do gì. Những điều trên chỉ là nhất thời, chúng ta phải thực sự yêu lấy bản thân mình. Bắt tay vào công đoạn lấy lại sắc vóc thì bước đầu tiên mình cần chăm sóc đó là làn da. Với làn da, quan trọng nhất là phải giữ nó sạch sẽ và cho nó không gian để thở. Bạn nào mà kiểu bị mụn nội tiết hay khi kỳ kinh nguyệt tới hay bạn đang dậy thì và mặt có mụn thì lại là một chủ đề khác nha. Nếu da lên mụn thì các bạn đừng than thở, đừng đi mua mỹ phẩm bôi hết lên mặt và mong nó sẽ chữa được ngay. Hãy dừng lại tầm 5 đến 10 phút và ngẫm xem có điều gì bạn đã thay đổi trong thời gian qua. Ví dụ, thời tiết, kinh nguyệt, chế độ ăn uống, bạn có dùng thử mỹ phẩm mới mà bạn chưa từng test thử qua bao giờ, bạn bị nóng trong người hay chế độ ăn, ngủ, có gì thay đổi, vân 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 vân. Nếu bạn bị mụn kinh niên lâu năm, có lẽ đây là lúc bạn nên đi gặp bác sĩ và họ có thể kê cho bạn những đơn thuốc uống và bôi, thay vì xem các video trên mạng và dùng thử các loại mỹ phẩm linh tinh khác nhau. Chia sẻ là ngày trước mình có một thời gian dài bị mụn rất là nặng, mình thử nhiều cách không có tác dụng cho tới khi mình dùng Accutane thì mới có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực tốt lên. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm, mình sẽ làm một video cụ thể chia sẻ về lý do, cách làm, cách uống, tác dụng phụ cũng như lợi ích của cách chữa mụn này. Đừng stress bản thân khi mà có một cái tình trạng nào đó trên gương mặt bạn xuất hiện, bởi vì nó sẽ khiến tình trạng này tệ đi. Hãy nhớ những cảm xúc của bản thân ảnh hưởng trực tiếp tới bạn. Thay vì đào hố chôn thân vào những cảm xúc tiêu cực thì hãy lên kế hoạch những điều bản thân có thể làm để thay đổi, từ việc học hỏi trên mạng, đi gặp bác sĩ, xem video và thực hành. Ngoài ra, điều đặc biệt cấm kỵ đó là nặn mụn. Nếu như tình trạng đang ở mức độ 4 thì sau khi bạn nặn mụn be bét ra, trông nó sẽ tệ đi gấp 10 lần. Các bạn cũng đừng quá tự ti và liên tiếp so sánh bản thân với những người bạn xem trên mạng. Nếu họ không phải là do tiêm da, làm thẩm mỹ hay dùng filter thì đơn giản chỉ là do qua camera và có ánh sáng chiếu vào, bạn không thể biết thực sự tình trạng da của họ ra sao. Cũng một điều nữa đó là không ai ngoài bản thân bạn thực sự dí mắt cận mặt vào một người khác để soi xem tình trạng da họ như thế nào ngoại trừ bản thân bạn. Đây là làn da của mình, nếu camera zoom cận vào mặt, bạn có thể thấy những lỗ sẹo khá là sâu. Đây là hậu quả do việc nặn mụn vì sử dụng kem trộn hồi còn trẻ. Mình rất muốn chia sẻ câu chuyện này thêm nên mọi người nhấn theo dõi, like và comment để không bỏ lỡ nha. Vùng thứ hai mình cần chăm sóc tiếp theo đó là đôi môi. Đôi môi căng mọng là điều mọi người rất hay để ý tới. Bước đầu tiên trong quá trình chăm sóc môi của mình đó là tẩy da chết. Tẩy da chết cho môi sẽ loại bỏ các tế bào da chết và giúp làn da môi mịn và mềm. Mình thấy đơn giản nhất là mua một lọ tẩy da chết ngoài hàng vì nó khá là rẻ. Nhưng bạn phải cẩn thận, không mua phải mỹ phẩm đẻo nha. Bạn cũng có thể tự làm tẩy da chết tại nhà bằng các nguyên liệu như mật ong, đường và dầu ô liu. Bạn nào muốn thử xem các công thức tự làm ở nhà có tác dụng hay không thì để lại comment, mình sẽ làm một video riêng nha. Để sử dụng tẩy tế bào da chết cho môi, hãy nhẹ nhàng trà sát hỗn hợp lên môi theo chuyển động tròn, sau đó rửa lại bằng nước ấm. Bạn có thể dùng tay hoặc dùng bàn chải đánh răng riêng, loại mềm mà đầu nhỏ. Tránh tẩy tế bào chết quá thường xuyên vì điều này có thể gây kích ứng môi và dẫn đến khô môi. Hầu hết
Mình nghĩ là mọi người sẽ thấy là 1 đến 2 tuần một lần là lý tưởng. Bước số 2 đó là mình phải cấp ẩm và nuôi dưỡng môi. Việc dưỡng ẩm và nuôi dưỡng môi là việc nên làm hàng ngày, đặc biệt là sau khi tẩy tế bào chết hoặc bất kỳ lúc nào mà môi bạn cảm thấy khô và phải tiếp xúc với thời tiết điều kiện khắc nghiệt. Mình luôn có trong tay một thỏi son dưỡng môi. Mình sẽ đặt trong nhà, những khu vực mình hay ngồi, trong xe, trong các túi sách mình hay sử dụng một thỏi son dưỡng để không bao giờ thấy mình trong tình trạng thiếu son dưỡng môi. Khi mà không có son dưỡng môi mình cảm giác rất là trần trụi luôn. Ngoài việc tuân thủ thói quen chăm sóc môi tốt, có một số thói quen trong lối sống sẽ giúp bạn giữ cho đôi môi khỏe và đẹp. Môi của chúng ta thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố có thể dẫn đến khô, nứt nẻ và tổn thương do ánh mặt trời. Vào mùa đông, nhiệt độ lạnh, gió khắc nghiệt và không khí khô có thể khiến môi của chúng ta bị khô và nứt nẻ. Vào mùa hè, tia UV của mặt trời có thể khiến môi chúng ta bị cháy nắng và tổn thương. Để bảo vệ đôi môi của bạn khỏi môi trường, hãy nhớ thường xuyên thoa dầu dưỡng ẩm và nuôi dưỡng môi có chất chống oxy hóa. Và bất kỳ khi nào bạn ra ngoài, hãy bôi kem chống nắng hoặc là dùng cái lip balm mà có thể chống tia cực tím để bảo vệ khỏi tác hại của ánh sáng mặt trời. Có một số thói quen nhất định có thể gây hại tới đôi môi của chúng ta, ví dụ như là liếm hoặc là cắn môi. Khi liếm môi, chúng ta đang làm ướt chúng bằng nước bọt này bay hơi và nhanh chóng sẽ khiến cho đôi môi của chúng ta đã khô lại càng khô hơn. Nếu bạn có xu hướng mắc phải những thói quen này, hãy cố gắng loại bỏ chúng bằng cách giữ ẩm cho môi và apply lip balm ngay thời điểm bạn thấy môi hơi khô một chút. Cũng giống như phần còn lại của cơ thể, đôi môi của chúng ta cần dinh dưỡng và dưỡng ẩm thích hợp để luôn khỏe mạnh. Hãy nhớ uống nhiều nước trong ngày để giữ ẩm cho môi và hãy chắc chắn kết hợp các loại dầu, vitamin, khoáng chất và chất béo omega 3 chẳng hạn như là rau. Công đoạn thứ 3 mình phải làm là tẩy da chết và chăm sóc da toàn bộ cơ thể. Tẩy da chết giúp loại bỏ các tế bào chết, làm đều màu da, làm thông thoáng lỗ chân lông và kích thích tuần hoàn. Nó giống như một bài thể dục nhỏ cho làn da của mình vậy. Và thành thực mà nói, ai lại không thích một làn da mềm mướt như da em bé? Đây là công thức mình áp dụng. Bã cà phê hoặc hạt cà phê đã xoay nhuyễn, dầu tắm loại gì cũng được, cộng với AHA. Cơ chế hoạt động của AHA đó là tập trung chủ yếu ở tầng biểu bì. AHA có khả năng thẩm thấu sâu vào da để phá hủy các cấu trúc lớp sừng bên ngoài như kiểu là da chết đó. Ngoài ra, AHA còn hỗ trợ kích thích quá trình sản sinh elastin và collagen tự nhiên của da, từ đó giúp làm sáng da và chống lão hóa hiệu quả. AHA thì mình mua lọ này từ The Ordinary. Cái lọ trông bé nhưng dùng mãi không hết vì mình chỉ làm tẩy da chết toàn thân một lần một tuần thôi. Những việc tẩy da chết vật lý nên hạn chế ở mức ít nhất có thể. Nếu không có hoặc là không muốn dùng cái loại AHA này và bạn muốn sử dụng 100% nguyên liệu từ tự nhiên thì bạn có thể thử các nguyên liệu, ví dụ như là 2 đến 3 muỗng cà phê cộng với 1 muỗng canh đường cộng với 2 muỗng cà phê dầu ô liu hay là 3 viên nang vitamin E mà mình có thể dễ dàng mua ngoài tiệm thuốc nha. Bước đầu tiên trước khi làm tất cả mọi thứ thì mình sẽ ngâm bồn hoặc là tắm trước để co giãn làn da và chuẩn bị tâm lý cho da trước khi mình scrub. Một là mình sẽ trộn đều các thành phần cho tới khi mà hỗn hợp nó quánh lại. Bước thứ hai là mình sẽ tắm trong 5 đến 10 phút để làn da mềm và mở lỗ chân lông. Bước thứ ba, mình sẽ thoa hỗn hợp tẩy da chết theo chuyển động tròn đều khắp người và những cái vùng da mà mình muốn tẩy da chết. Mình khuyên là chúng mình chỉ cần dùng lực nhẹ nhàng, không cần ấn quá mạnh bởi vì nó sẽ khiến làn da tổn thương. Bước thứ tư, tắm lại bằng nước sạch. Bước thứ năm, thoa kem dưỡng ẩm toàn thân sau khi tắm. Dưỡng ẩm toàn thân đầy đủ giúp bề mặt da luôn mềm mượt khỏe mạnh, từ đó hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hóa. Bạn nên ưu tiên chọn sản phẩm kem dưỡng thể có chứa các thành phẩm cấp ẩm chống oxy hiệu quả như bơ, tinh dầu thiên nhiên. Tuy nhiên vì mới ốm dậy nên mình cần làm thêm một công đoạn xíu xíu sau khi tắm và tẩy da chết toàn thân, đó là làm sạch lông trên cơ thể. Mình muốn da luôn ở trạng thái sạch sẽ mềm mịn như da em bé, vậy nên mình đã sắm cái IPL kiểu như là laser treatment này tại nhà. Nhiều người chọn đi chệt lông ở spa bằng laser. Mình vì không có nhiều thời gian nên mình chọn giải pháp này cho nó nhanh gọn, tiện lợi và không hề đau, không tốn kém. Chỉ cần cạo lông trong lúc tắm, lau khô và di cái này trên toàn bộ phần lông mình muốn triệt thì cái ánh đỏ này nó sẽ làm cản trở sự phát triển của nang lông, và sau một thời gian làm thì lông mọc sẽ ít lại và mảnh đi rất là nhiều, và khoảng cách mà mình cần phải làm lại cái IPL này sẽ càng ngày càng được nới rộng ra. Sau khi làm xong, việc quan trọng nhất là phải cấp ẩm dưỡng da để da không bị tổn thương, vì ban nãy cái ánh đỏ kia khá là nóng, mình phải làm da dịu bớt lại một chút. Công đoạn thứ tư mình cần phải chăm sóc cơ thể đó là đi gội đầu. Như mình có chia sẻ ở clip trước thì cứ 2 đến 3 ngày mình sẽ gội đầu một lần. Mình biết là có nhiều chị em khuyên đó là chúng ta nên gội đầu càng ít càng tốt, ví dụ như là một tuần một lần thôi. Tuy nhiên mình nghĩ là cái này không áp dụng cho tất cả mọi người. Khi mà đầu bạn thấy ngứa ngứa bẩn bẩn bết bết, mình có thể sẵn sàng đi gội đầu rồi. Tuần vừa qua do quá ốm nên cả tuần mình chỉ gội đầu một lần, và mình chủ yếu nằm bẹp dí trên giường nên tóc rụng rất là nhiều và có rất là nhiều build up ở trên đầu. Vậy nên lần gội này mình sẽ dùng Clarifying Shampoo. Clarifying Shampoo là kiểu dầu gội làm sạch sâu như mình có đề cập ở video này.
các bạn chỉ nên dùng cái dầu gội đầu này 1 tháng 1 đến 2 lần thôi, chứ chúng ta tuyệt đối không dùng hàng ngày nha, vì nó khá là mạnh. Bạn nào chưa xem video về cách gội đầu và chăm sóc tóc có thể nhấn link này để xem thêm nha. Khu vực thứ 5 mình cần chăm sóc bản thân, đó là mình cần phải chăm sóc đôi tay của mình. Cả tuần qua không chăm sóc tay bị nhăn nheo và móng dài lên rất là nhiều. Giống như khuôn mặt, bàn tay của ta tiếp xúc với các yếu tố bên ngoài nhiều hơn là các bộ phận khác trên cơ thể. Ngoài ra chúng mình luôn chuyển động, ví dụ như là gõ bàn phím máy tính, nấu ăn, dọn dẹp. Có một câu nói đó là nếu bạn muốn biết tuổi của ai đó, đừng nhìn vào khuôn mặt của họ, hãy nhìn vào bàn tay của họ. Để mang lại cho đôi tay của mình một sự chăm sóc mà ai cũng khao khát, xứng đáng và cần, thì mình luôn làm những điều sau. Thứ nhất, mình luôn bôi kem dưỡng da trong ngày và trước khi đi ngủ. Cũng như son dưỡng môi vậy, mình luôn rải rác kem dưỡng tay xung quanh nhà và trong xe, trong túi. Các bạn hãy tìm những sản phẩm có chứa lipid như là ceramide, chất giữ ẩm như glycerin hay là hyaluronic và chất khóa ẩm. Mình luôn sử dụng kem dưỡng ẩm thường xuyên hơn trong thời tiết lạnh, đặc biệt là sau khi rửa tay, thoa kem dưỡng ẩm khi da vẫn còn ẩm sau khi tắm hoặc rửa tay, hoặc là bất kỳ lúc nào mình cảm thấy khô đã giúp đỡ cho đôi tay của mình rất là nhiều. Ngoài ra chúng mình cần thoa kem chống nắng cho tay khi ra ngoài. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng chúng ta quên rằng bức xạ cực tím của mặt trời không phân biệt tới nơi nó chiếu tới và bất kỳ vùng da nào tiếp xúc đều có nguy cơ bị ảnh hưởng. Để tránh những dấu hiệu lão hóa sớm này và bảo vệ sức khỏe của bạn, mình khuyên bạn nên thoa kem chống nắng hàng ngày quanh năm cho tất cả các vùng da không được quần áo che phủ, kể cả bàn tay khi bạn định ra ngoài nha. Khi bạn làm night routine để chăm sóc bản thân thì hãy thêm bước chăm sóc da tay vào thói quen của bạn. Ngoài ra, điều cuối cùng mình muốn chia sẻ đó là mình đã từng rất thích làm móng tay, sơn hay đắp bột hay là làm móng giả. Mình hiểu là để sơn ăn hay móng bám lâu hơn, người ta sẽ mài một lớp mỏng trên móng của chúng mình. Tuy nhiên, chỉ cho tới khi sau một lần cửa hàng đắp móng không chặt khiến móng mình lên màu xanh. Mặc dù mình tin chuyện này, trẻ em nào hay làm móng ít nhất cũng đã gặp qua một vài lần. Dù nó không nguy hiểm và sẽ qua đi khi móng dài lên, chúng ta chỉ cần đơn giản là cắt cái lớp đó đi. Nhưng mình nhận ra đó là mình thực sự muốn giữ gìn vẻ đẹp nguyên thủy của nó, và mình quyết định sẽ không làm móng nữa. Mặc dù bây giờ nhìn thấy style màu sắc kiểu móng nào đẹp mình vẫn rất là ham, nhưng mình tự chăm sóc móng ở nhà, mình sử dụng kìm để loại bỏ da thừa và cắt móng khi tới một độ dài nhất định, và luôn tạo kiểu hình almond như thế này, nó sẽ khiến tay chúng ta trông dài hơn. Trong tương lai mình sẽ chia sẻ nhiều clip hơn về việc làm đẹp ở các vùng khác nhau trên cơ thể, và hy vọng chúng ta có thể hiểu nhau thêm trong quá trình cùng nhau làm đẹp để tự tin tỏa sáng trong cuộc đời này. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn phải là giữ gìn sức khỏe, bởi vì nếu không có sức khỏe, dù chúng ta có đẹp, có nhiều tiền, chúng ta cũng không có tâm trí đâu mà hưởng thụ thú vui cuộc sống. Vậy nên năm mới, mình chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc từ trong ra ngoài. Sau khi ốm thì mình sụt đi 1kg, nhưng đã có thời điểm mình phải nỗ lực giảm cân hậu Covid từ 54kg xuống 46kg. Không tập thể dục mà mình chỉ tập trung vào chế độ ăn uống lành mạnh. Các bạn hãy ấn theo dõi để không bỏ lỡ video mình sẽ chia sẻ về cách giảm cân này nha.